có ai thấy không bạn? Mày đốn tao ở đây nè, ngỡ kìa. Trời ơi, tốn gì mà cũng kiếm được nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, em nói út hôm nay á, băng đi. Bà chết chè, bà bắt em ăn mấy cái hột vịt như vậy nè. Bà thấy không, đau lòng chưa? Đó, bán cây ghẻ ra như vậy nè. Có 190.000 thôi, mà nó cũng không có mua nữa. Mà nó chửi lên chửi xuống, bà đắc kì. Thì tao cũng khác gì mày đâu. Rồi, giờ mình ăn hột vịt sẽ xui nha út ơi. Xui quá thì xui rồi. Vô vô nha. Vô. Xả cho bớt cái xôi nha. Vô. Xôi luôn. Lô này bao nhiêu không? Cái này 109 cây nè. Trời ơi, cái đẹp vậy mà nó con mùa nữa. Trời ơi, coi nè. Đó, xôi gì mà bán rẻ như vậy nè mà cũng không có mua nữa. Có 190.000 cây nè. Đó, giờ xôi quá trời xôi rồi, ăn xả cho bớt xôi đi. Ăn đi, cho hết xôi mà chết chè ba không có bắt mình ăn một lộn nữa. Quá xôi rồi mấy anh ơi. Xôi quá trời xôi rồi. Xả cho bớt cái xôi đi nha mấy anh chị ơi. Thank you.